Zika Audio âm thanh số nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio âm thanh số ạ. Và hôm nay Zika Audio âm thanh số thì có một cái đợt tri ân khách hàng dịp cuối năm. Vâng, bên em xả kho đây ạ. Vâng, xả kho cho các bác mọi miền tổ quốc để sở hữu một bộ dàn karaoke gia đình tầm tiền mà để chơi Tết rất là thoải mái ạ. Vâng, Zika Audio âm thanh số thì trước tiên thì chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, thì Zika Audio âm thanh số thì cũng cảm ơn tất cả những bác khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ bên Zika Audio âm thanh số suốt thời gian qua, và cũng là những người bạn đồng hành để Zika Audio âm thanh số được phát triển ngày một vươn cao hơn ạ. Vâng, thì hôm nay là bên em có đợt, vâng, hôm nay bên em có cái đợt là chuyên khách hàng sale giảm giá dịp cuối năm. Vâng, thì đây là bên em đang lên cấu hình là siêu rẻ cho các bác. Vâng, đây là những cái dòng mà bên em đã thanh lý được ở phía Trung Quốc thời gian vừa rồi, và bây giờ bên em tung ra thị trường cho các bác trải nghiệm và sở hữu đi ạ. Vâng, rất là rẻ thôi mà nghe chất âm cực kỳ hay luôn ạ. Vâng, thì cuối năm nên các bác nên sở hữu cho mình một bộ karaoke gia đình, nó không dù phải là cao cấp nhưng cũng đủ để chúng ta được trải nghiệm chất nhạc hay nhất và tốt nhất ạ. Vâng, thì trước tiên em kể đến một cái âm ly Jaguar Marapia 506N. Thì cái âm ly này cũng khá là nổi tiếng trên thị trường suốt bao nhiêu năm rồi ạ. Thì nói đến cái âm ly 506 thì ai cũng biết. Vâng, thì đây là đi với một cái cấu hình karaoke gia đình và một cái đôi loa JBL KI82 330 ạ. Vâng, thì khá là sang chảnh đấy ạ. Vâng, thì đây là dịp cuối năm bên em xả kho đây, để bên em cũng cùng các bác về quê ăn Tết luôn đấy ạ. Vâng, đây là một đôi loa và một cái âm ly Jaguar PA506. Vâng, bên em có tặng cho các bác một cái mic cũng khá là tốt đấy ạ. Mic có dây. Vâng, là support SM001. Vâng, thì đây là bên em đang giới thiệu cho các bác. Và chung cái cấu hình này bên em làm cũng rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay thì là một ngày gọi là rất là đẹp trời. Dịp cuối năm thì bên em có đợt sale giảm giá, các bác cố gắng sở hữu nhanh cho mình. Bên em có số lượng có hạn đấy ạ. Vâng, sở hữu nhanh cho mình để cuối năm chúng ta chơi Tết xung vầy bên gia đình. Vâng, đôi loa cực kỳ đẹp luôn ạ. Nói chung là nó cũng là hàng đã dùng rồi, không xước sát gì, rất là đẹp. Đây, mã KI82 đấy ạ. Nó thuộc dòng KI80. Đây, bát 80 cực sâu. Đây, xung quanh xước sát hầu như không có luôn ạ. Nó chỉ là tí này ạ. Nói chung không sao, không vấn đề gì. Trưng bày cũng khá là đẹp. Bên em giảm giá sập sàn luôn ạ. Đấy, nghe chất âm thì cực kỳ đã luôn các bác. Giải âm 350 rất rộng, rất sâu. Vâng, các bác hãy nhanh tay đăng ký kênh và để lại số điện thoại, thì bên Zika Audio âm thanh số sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác ở mọi miền tổ quốc. Và các bác cũng có thể để lại số gọi điện trực tiếp cho bên Zika để được tư vấn. Vâng, các bác hãy nhanh tay nhé. Thì đây là cái một lô hàng giảm giá sale dịp cuối năm bên em xả kho. Bên em rất là nhiều dòng, thì đây em bày đôi loa JBL KI82 và một cái âm đi Jaguar PA506N để giới thiệu đến các bác. Vâng, các bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh bên em nhé, để tiện theo dõi tất cả các sản phẩm bên em cập nhật hàng ngày. Và tất cả những cái bác đặt hàng bên em cũng quay video up lên thường xuyên ạ. Vâng, cũng có nhiều bác nhờ kênh YouTube Zika Audio âm thanh số mà biết đến nhau và gọi điện cho nhau, đôi khi là những cái tình cảm rất là chân thật. Vâng, các bác nhìn xem rất là đẹp. Hàng này là hàng đã dùng rồi các bác nhân, nhưng bên em vẫn bảo hành cho các bác làm sao còn là tốt nhất cho các bác. Các bác không phải lo. Và sau đây bên em sẽ test một đoạn nhạc karaoke cho các bác nhé, trải nghiệm với đôi mic với cái mic bên em tặng theo cái cấu hình này luôn. Vâng, đây các bác nhé, đây là cái mic mà bên em đã tặng theo cái
bộ combo karaoke gia đình bên em xả hàng đấy ạ. Subot 001 đấy ạ. Rất là chắc chắn. Khá là sang chảnh đấy ạ. Alo 1 2 3 4. Vâng, khá là hay các bác nhá. Sau đây bên em sẽ test một đoạn nhạc karaoke cho các bác trải nghiệm với cái cấu hình karaoke siêu rẻ này. Khá là đẹp, khá là dễ trưng bày đấy ạ. Thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, còn bốn phương trời xây biển trời nào mà không say, thì xin em nhớ cho rằng em hiên nhiên chiếc ngư hồ này. Em ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây thơ tưởng riêng mình với niềm mơ mây quay. Gì mình là sao đêm hay là chắc dọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Chọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, còn lo thương nhớ người. Vâng, sau khi bên em đã hát một đoạn nhạc karaoke bài Nhớ Người Yêu của Đan Nguyên với cái mic support này khá là hay, và kết hợp với cái âm ly Jaguar PA506 và đôi loa JBL KI82 thì rất là chất các bác nhé. Vâng, cái bộ này thì siêu rẻ luôn ạ, siêu rẻ dịp cuối năm, xả hàng sập sàn luôn ạ. Vâng, các bác nhanh tay đăng ký cho mình một bộ dàn karaoke gia đình cuối năm các bác nhé. Vâng, thì sau cùng đi ca audio tâm đánh số thì chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc luôn luôn sức khỏe. Vâng, chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau.